Ok, mình xin chào anh em, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của Quân Độ nhé. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ mấy cả hướng dẫn cho anh em cái phương pháp chơi tài xỉu của mình. Nói chung là cái này nó sẽ phù hợp với mấy anh em mà đang theo kiểu gọi là đầu tư sinh lời anh em ạ, hàng ngày đấy. Còn những anh em nào mà kiểu đang thua tiền nhiều quá mà muốn vào để all-in một vố lớn ấy thì là áp dụng theo phương pháp này nó không được nhá. Đây thì mấy anh em mà muốn có một vốn lớn thì thôi, để ngày mai ngày kia mình lên video sau. Hôm nay thì chia sẻ cái phương pháp mà anh em kiếm tiền nó gọi là rất là thoải mái, rất là hàng ngày luôn, gọi là ngày nào cũng có lộc về đấy. Đấy, cái tính của mình thì nó tính lâu dài chứ không phải là mình đánh theo kiểu ấy đâu, đánh theo kiểu gọi là vớ vẩn anh em ạ, ăn phát được luôn đâu. Ok chưa? Đấy. Rồi. Để xem cái tay đầu tiên xem như nào nhá. Form này hy vọng được một tay xỉu đi cái đã. Xong rồi tính sau. Ui không được à? Hơi căng nhỉ. Chắc mình chơi luôn thêm một tay xỉu bên này nữa. Quả kèo khó quá thì mình sẽ phải chơi gấp luôn. Bây giờ không chơi gấp thì khó gỡ lắm anh em ạ. Rồi 5 tỷ tiền hũ à. Cái hũ này nó cũng nhiều. Ô ăn à. Sau 6 triệu nhá. Thì coi như là có lời luôn tầm 5 triệu rồi. Đầu game cầm 60 triệu thì chắc là chỉ đánh lên tầm 70 triệu thôi. Triển khai tiếp bên M5 nhá. Hay là mình nghỉ vào tay bên M5 nhỉ? Tại vì mình tính ra là mình vào bốn phiên thứ hai rồi, thôi thì nghỉ cũng được, tại vì nó cũng khá là rủi ro anh em ạ, chơi thêm cũng sợ lắm, rén lắm anh em ơi. Đấy, thì mình đang tính toán làm sao hợp lý nhất anh em ạ. Rồi, tài này thì thực ra là mình cũng tính là vào xỉu rồi đấy. Thôi, để tiếp xem nghĩ kế xem là đánh tầm phiên thứ 3 sẽ phải vào gì đây. Mình thì chắc vẫn phải vào xỉu cái này thôi, 5 triệu đi. Cố đánh trong vòng tầm 2-3 phiên là thắng bố nó luôn cho máu anh em ạ. Rồi để xem nhá. Ok. Mười giây. Để mình xem thêm chút nữa nha. 5-1 mai một anh em. Ui thắng anh em ạ, hay quá. Thế là lên 70 triệu rồi nhá. Trong vòng 3 phiên nó lên luôn rồi anh em ơi. Nó còn 4 phiên nữa, chắc là mình đánh tầm 500 1 triệu một tay thôi. Không có đánh thêm nhiều anh em ạ. Đánh thêm nhiều nó rất rủi ro nên thôi không cơ. Đấy, thẳng thắn với anh em chia sẻ như thế luôn. Hiện tại bây giờ đang lụm tầm chục triệu rồi. Nên là sẽ dừng lại. Không đánh cái vốn lớn tầm 5 triệu một tay nữa. Cái phương pháp này chơi nói chung là nó sẽ giúp cho anh em ăn đều đấy. Mình đảm bảo với anh em khi mà anh em áp dụng cái phương pháp của mình là đánh hai tay 5 triệu lớn ấy thì về sau anh em mình chơi với cái tỷ lệ như thế thì nói chung là sẽ lụng kèo rất là nhiều, về sau anh em sẽ bé lại ít lại hoặc là em có thể nghỉ luôn cũng được, tại vì ở đây cầu kèo nói chung là mình cũng sẽ phải tính toán được rồi. 500 và đúng con tài này anh em ạ, không biết ăn được không, mình nghĩ là được. 4-3-1 nhanh lên. 1 này. Ôi có tài. Có tài to luôn anh em ạ. Con 6 với con 3 thì mình cảm giác cái tỷ lệ ăn của mình là nó coi như là tuyệt đối luôn anh em ạ. Quá ngon luôn đấy. Ok chưa? Rồi, phiên thứ 4 ok. Đây là phiên thứ 5, phiên thứ 6, phiên thứ 7. Thế còn 3 phiên nữa anh em ạ. Để xem như nào nha.
anh em nếu mà thấy thích cái video clip này của mình thì cho mình xin một làm xe nhá. Dạo này thì anh em like xe mình ít quá, thật luôn đấy. Cái cầu kèo của mình xử lý rất là hợp lý, rất đẹp luôn, mà anh em lại không thấy like xe cho mình, cũng hơi buồn anh em ạ. Rồi ok, tiếp một con tài đi 500. Mà tài 500 nhá. Rồi ok, 15 giây nữa. Phương án như nào đây nhỉ? Chưa biết phải xử lý nào anh em ơi. Anh em nói chung là mấy cái vòng cầu kèo như này cũng hơi khó, khó xử lý thật đấy anh em ạ, không phải lừa đưa đâu. Nào, ôi ra xỉu quá. Tại mình cố tình không nặn để cho nó ra xem như nào anh em ơi. Thôi không ra này thôi, để bình tĩnh ra anh em ạ. Tay thứ 4 chết đúng không? Còn tay thứ 5, tay thứ 6, thứ 7, còn 3 tay nữa mà. Để mà thua còn dưới 70 triệu thì hơi khó đối với thật luôn. Biết thế là đánh luôn 1-1 rồi anh em ạ. 500, 600 đi. Ok, thế này nhá. Đánh 1-1 sớm, thật ra mình cũng nghĩ là 1-1 rồi nhưng mà thôi, cầu nó cũng ra 2-2 nữa. Không biết là có được nhiều hay không, tại vì nó cũng ra sớm sớm ít này rồi. Thì là như này thôi. Chưa? Ok, 15 giây nữa xem kết quả như nào anh em ơi. Tay thứ 5 của mình nhá, tính ra không cần phải chơi nhiều đâu anh em ạ. Chơi gần mấy tay thắng được làm phát là ngon luôn anh em ạ. Đấy, ăn nhá. Vẫn không nặn cho ra luôn mà lại thành công anh em ạ. Thôi còn hai tay nữa là chiêu chiêu thôi. Mình nói chung là riêng mình đã chơi theo cái kiểu phương pháp mà chắc chắn 100% có lời ấy, thì là mình đánh kiểu gì nó cũng sẽ ấy thôi. Đó. Kiểu gì nó cũng sẽ phải theo phương án như này anh em ạ. Chưa? 35 giây tôi còn xỉu này 500 này. Khá được anh em ơi. 25 giây. Được anh em ạ. Đây cứ 500 tay thôi, còn tay cuối nữa anh em ạ. Xem phương án như nào đây. Hai một rồi, hồi có ăn 2-1 luôn anh em ạ, ngon. 72 triệu rồi, cũng được anh em ơi. Còn cái phiên cuối không biết đánh như nào, xử lý như nào đây. Bốn sáu 45 giây nữa, rồi chắc là mình cứ đánh 200 cho đỡ đi. Ngày nhá, 245.000. Vậy thôi anh em ơi. Anh em nào thích cái video này của mình cho mình xin một like xem nhá. Nay chia sẻ cầu kèo thế thế này thôi. Mình sẽ dừng lại ở đây thôi anh em ạ. Được chưa? Quá là hợp lý làm gì nữa. Cứ hãy giữ bình tĩnh. Xem là ăn được không này. Nói chung cũng hên xui phết anh em ạ. Nào. Ui con 3 thì đẹp rồi. Ui là 2 anh em ạ. Thôi để lại 72 triệu cũng được anh em ơi. Ok dừng lại ở đây nhá. Anh em nào mà thích cái video clip này của mình thì cho mình xin một like một share nhá. Chưa anh em ơi. Rồi. Quả kèo cũng khó khăn phết. Thật ra là nó khá là khó chơi đấy anh em ạ. Nếu như mà anh em không kiểu thắng sớm gấp sớm thì mình thấy là lại gọi là khoai lang hơn rất là nhiều anh em ạ. Ok, mình sẽ dừng lại ở đây. Anh em nào mà thích cái video clip này của mình thì cho mình xin một like một share nhá. Được chưa anh em ơi. Ok, mình chào anh em. Hẹn gặp anh em ở cái video clip lần sau anh em ạ. Bye anh em.